Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2018. Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một chiếc sập thập điểu quần mai hàng siêu VIP của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Có kích thước 1m8 x 2m bằng gỗ gụ. Được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng. Và chiếc sập này cũng đã có chủ nhân, đó chính là gia đình nhà chú Thốn, chú ở Kiến Sương, Thái Bình. Hôm trước chú đã về trực tiếp cơ sở của Đồ Gỗ Thành Luân tôi để ký nhận phần mộc chiếc sập này. Ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị bốc hàng lên xe đưa hàng đi bàn giao cho gia đình nhà chú Thốn. Và đây là chiếc sập khủng hàng đỉnh cao và chúng ta sẽ cùng với Thành Luân chúng tôi bớt ra được khoảng 5-10 phút đi vào đường nét chi tiết của chiếc sập này. Và sau trước khi đi vào chiếc sập này, chúng tôi giới thiệu chiếc tiếp theo. Ở phía bên cạnh này chúng tôi cũng có một chiếc nữa đang trong quá trình hoàn thiện. Đây chúng tôi vừa mới mài dây giáp xong, mài dây giáp phần nót. Và chiếc này cũng đã có chủ nhân, đó chính là anh Vũ, anh ở Bắc Linh. Hôm trước anh Vũ cũng đã về trực tiếp cơ sở của Thành Luân để ký nhận chiếc này. Và cách đây thôi chúng tôi cũng bàn giao một chiếc cho gia đình anh khách hàng ở Đan Phượng, Hà Nội. Ngày hôm nay là hai chiếc, tiếp theo là hai chiếc tiếp theo. Và chiếc này là của anh Vũ ở Bắc Linh. Và một chiếc nữa, chiếc này là của chú Thốn ở Thái Bình. Và nhân vật chính trong cái clip này chúng tôi quay chiếc này là của chú Thốn, bởi vì đây là chiếc sập hàng đỉnh cao của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Và chiếc sập này nó có khác biệt hơn so với một số các chiếc sập khác, chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Sập này là sập do những nghệ nhân chúng tôi là đục gọt nên là nó rất chi là đẹp. So sánh với chiếc sập khác thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, và đường nét nó rất chi là con hồn. Và cái gỗ chúng tôi là chọn lọc gỗ đẹp từ A đến Z, chọn lọc từ A đến Z này. Gỗ không tì vết, dạ tiền dày 12 phân, dạ ngang dày 10 phân. Đấy, các con giống chúng tôi có thể thấy được, được rất chi là đẹp. Và sập này là sập cổ liền, đường nét là rất chi là tinh xảo. Và cái sập này thì có 3 mặt, tức là tam diện. Và tam diện ở đây, đây quý vị là vừa xem cái dạ tiền tôi vừa quay. Và phần dạ ngang, dạ ngang chúng tôi là đục đúng như dạ tiền luôn. Đấy, dạ ngang đục kỹ như dạ tiền và đục đúng theo cái mẫu của dạ tiền, không khác một chút nào. Đây quý vị đang thấy đây, dạ ngang này, dạ ngang nó đẹp này. Và quý khách nào có nhu cầu liên hệ với Thành Luân tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 và 0972 770 888. Đây, dạ ngang nó cũng rất chi là đẹp, quý vị có thể thấy được dạ ngang nó đẹp như dạ tiền. Đây là cái sập mà do nghệ nhân của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là thực hiện, đục chạm gọt nó rất chi là kỹ. Và cái mặt ván này chúng tôi làm dày đậu 2 phân, mặt là mặt hai lá dày đậu 2 phân. Trước khi tôi đã về trực tiếp cơ sở của Thành Luân để ký nhận. Và cái sập này thì Thành Luân chúng tôi là đang trưng bày tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Luân, nằm tại đầu thôn Ngài Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Quý khách nào có nhu cầu muốn tham quan về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi để tham quan và chiêm ngưỡng. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 thì thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chúc những các bà mẹ và cô dì và các anh các chị em phụ nữ có một ngày 20 tháng 10 thật ấm áp và hạnh phúc, luôn luôn xinh tươi và sức khỏe luôn luôn dồi dào. Phía bên này chúng tôi là còn một chiếc sập của anh Vũ ở Bắc Linh đang trong quá trình hoàn thiện. Và Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay 20 tháng 10 là ngày quốc tế phụ nữ, và Thành Luân trân trọng giới thiệu vị chiếc sập thập điểu quần mai hàng siêu VIP của chú Thốn ở Kiến Sương, Thái Bình. Chú Thốn đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân cho tôi và chú đã về ký nhận phần mộc. Và ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong. Đây là chiếc sập nghệ nhân đục nên nó rất chi là kỹ. Thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi, và chúng tôi xin được tạm dừng video clip ở đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.